Thầy xin giới thiệu với cả lớp về dự và tiết học chủ đề của chúng ta hôm nay. Có các thầy cô trong tổ bộ môn hóa sinh lý công nghệ cùng một số thầy cô trong hội đồng sư phạm nhà trường đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Trước khi vào nội dung của chủ đề, thầy có một cái tình huống như sau. Cụ thể đó là ở chậu A bón đầy đủ các nguyên tố khoáng, ở chậu B bón thiếu nguyên tố kali, ở chậu C bón thiếu nguyên tố nitơ và ở chậu D bón thiếu nguyên tố phosphor. Vậy qua kết quả thí nghiệm này, em nào có thể cho thầy biết em có nhận xét gì từ kết quả thí nghiệm? Thưa thầy, em có nhận xét là các thành phần nguyên, các dinh dưỡng khoáng thiết yếu có vai trò rất quan trọng đối với đời sống của thực vật. Ở hình A thì khi được cung cấp đầy đủ nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu thì cây lúa phát triển nhanh, cao và rậm. Ở hình B thì thiếu kali, cây phát triển kém và có màu vàng và thấp. Ở hình C thiếu nitơ thì cây sẽ suy giảm quá trình tổng hợp protein nên cây sẽ phát triển kém và thưa. Còn hình D thiếu phosphor, cây vẫn phát triển bình thường nhưng mức độ phát triển không nhanh và vẫn có lá vàng xuất hiện. Tuy nhiên thì trong ba nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu đó là kali, nitơ và phosphor thì sự ảnh hưởng của nguyên tố nitơ có tác động sâu sắc nhất đến sự phát triển của thực vật. Em xin hết ạ. Thầy xin cảm ơn câu trả lời của nhóm 2. Và như vậy thì qua thí nghiệm thì các em cùng một lần nữa nhận thấy rằng mỗi nguyên tố khoáng đều có một vai trò nhất định đối với quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa nói riêng và thực vật nói chung. Vậy tại sao thiếu nguyên tố nitơ lại ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây lúa như vậy? Và vai trò nguyên tố nitơ như thế nào? Cây trồng lấy nitơ ra sao? Có những nguồn cung cấp nitơ nào cho cây trồng? Thì mời cả em chúng ta cùng tìm hiểu qua chủ đề của bài học hôm nay là chủ đề nitơ với năng suất cây trồng. Trong tiết học trước, thầy đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm, cụ thể chung của các nhóm, và các em đã thảo luận và tìm hiểu nha. Tiết này thầy sẽ dành thời gian cho các nhóm để chúng ta tiếp tục thảo luận 5 phút để chuẩn bị. Và tiết này thì thầy đã mời nhóm 1 và nhóm 2 chuẩn bị cái nội dung báo cáo của mình để báo cáo. Đi tới không khí trong đất luôn ha. Suy nghĩ các câu ở đây. Thế ngôi cổng gào à. Thời gian thảo luận của các nhóm đã hết. Sau đây thầy mời nhóm 1 lên trình bày cái nội dung tìm hiểu của nhóm mình. Đại diện nhóm 1 trình bày về vai trò của nguyên tố khoáng nitơ. Như các bạn đã biết, nitơ là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu. Nitơ thuộc nhóm nguyên tố đại lượng. Nhu cầu của nitơ đối với cây trồng rất lớn, tùy vào từng giai đoạn, tùy vào từng loài cây mà nhu cầu của nitơ có thể thay đổi. Phần trình bày đến đây kết thúc. Vừa rồi các em được lắng nghe phần trình bày của nhóm thứ nhất. Sau đây thầy muốn lắng nghe ý kiến nhận xét của các em. Nhóm nào cho thầy nhận xét về phần trình bày của nhóm số 1 không? Thầy mời bằng chính của nhóm số 4 không? Thưa thầy, là vừa rồi nhóm 1 đã trình bày phần vai trò của nguyên tố nitơ một cách đầy đủ và rõ ràng. Bản thuyết trình khá tốt và đã đáp ứng được yêu cầu của phần trình bày. Em xin hết ạ. Thầy cảm ơn phần nhận xét của bản trình nhóm số 4. Như vậy ta thấy rằng phần trình bày của nhóm số 1 về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của thầy và trình bày khá rõ ràng, đầy đủ. Và sau đây thầy muốn dành một số các em dành một số câu hỏi để chúng ta thử sức cho nhóm số 1. Mời các nhóm chúng ta suy nghĩ đặt câu hỏi cho nhóm số 1 về nội dung tìm hiểu. Và sau đây thầy mời các nhóm ta tiếp tục đặt câu hỏi nào. Thầy mời nhóm số 3 nào. Sau đây tôi có câu hỏi muốn dành cho nhóm 3 như sau. Tại sao cây trồng thiếu nitơ có biểu hiện là màu vàng, sinh trưởng kém, ra hoa kết quả kém?
Sau đây tôi xin đại diện cho nhóm 1 trả lời câu hỏi của nhóm 3 là: vì nitơ là thành phần cấu tạo diệp lục, thiếu nitơ cây sẽ thiếu diệp lục, thiếu diệp lục thì lá cây sẽ thiếu màu xanh, biểu hiện sắc tố phụ carotenoid làm màu vàng. Mặt khác, nitơ là nguyên tố tham gia cấu tạo nên protein, enzyme cấu tạo nên tế bào. Thiếu nitơ sẽ dẫn đến thiếu enzyme tham gia vào quá trình quang hợp, khiến quá trình quang hợp giảm, cây đè nhánh kém, lá có màu vàng. Tôi xin hết. Thầy cảm ơn câu hỏi của nhóm số 3 và phần trả lời rất rõ ràng của nhóm số 1. Câu hỏi số 1 thầy dành cho nhóm số 1 đó là: các em hãy làm rõ cho thầy vai trò điều tiết của nguyên tố nitơ. Thầy mời nhóm 1 trình bày trước. Em xin thay mặt nhóm 1 trả lời câu hỏi của thầy là: nitơ tham gia điều tiết các quá trình trao đổi chất trong cơ thể thực vật thông qua quá trình xúc tác, cung cấp năng lượng và điều tiết trạng thái ngập nước của các phân tử protein. Nitơ còn cấu tạo nên enzyme và ATP. Nếu thiếu nitơ thì sẽ dẫn tới thiếu enzyme, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, và thiếu ATP sẽ gây ảnh hưởng điều tiết của quá trình phản ứng. Em xin hết ạ. Như vậy là về phần vai trò sinh lý của nguyên tố nitơ, chúng ta đã được nhóm 1 trình bày rất là tốt, và những câu trả lời của các bạn thì nhóm 1 đã trình bày rất là rõ. Một lần nữa chúng ta cho nhóm 1 một tràng vỗ tay. Và tiếp theo nội dung thì chúng ta tìm hiểu sang nội dung thứ hai, đó là tìm hiểu về các nguồn cung cấp nitơ cho cây. Mời nhóm 2 chúng ta chuẩn bị lấy lên trình bày. Mình là Huyền Trang, là thành viên đến từ nhóm 2, và sau đây mình xin trình bày phần làm việc của nhóm mình, đó là tìm hiểu về các nguồn cung cấp nitơ cho cây. Theo tìm hiểu của nhóm mình thì các nguồn cung cấp nitơ cho cây bao gồm các nguồn cơ bản sau. Thứ nhất, đó là nguồn từ nitơ phân tử ở trong không khí thông qua quá trình chuyển hóa tự nhiên thành nitơ khoáng, đó là từ nitơ phân tử chuyển hóa thành nitơ khoáng ở hai dạng, đó là NH4+ và NO3-. Thứ hai, đó là nguồn từ nitơ trong xác sinh vật phân hữu cơ, hay còn gọi là nitơ hữu cơ, thông qua quá trình chuyển hóa được thực hiện bởi vi khuẩn amon hóa và vi khuẩn nitrat hóa sống trong đất. Đây là phương trình từ nitơ hữu cơ chuyển hóa thành nitơ khoáng dưới hai dạng, đó là NH4+ và NO3-. Thứ ba, đó là nguồn từ nitơ khoáng hóa tan có sẵn trong đất. Và cuối cùng cũng là thứ tư, đó là nguồn từ việc bón phân đạm hóa học ure, hay là nitrat, ammoni nitrat, ammoni sunfat, hay là natri nitrat. Thì trước tiên mình muốn các bạn cũng hay cùng mình tìm hiểu về cấu trúc của nitơ phân tử. Thứ nhất, đó là như chúng ta đã biết, nitơ phân tử ở trong tự nhiên thì tồn tại ở dạng khí và nó chiếm tới 78% thành phần của khí quyển. Tuy nhiên thì cây không thể hấp thu được dưới dạng nitơ phân tử, bởi vì giữa hai nguyên tử nitơ có liên kết bằng 3 liên kết cộng hóa trì. Đây là năng lượng liên kết lớn làm cho thực vật không thể bè gãy được. Nhóm chúng mình đã thu thập được những hình ảnh và đã làm thành sơ đồ chuyển hóa để các bạn có thể dễ dàng hình dung. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy đấy là chất hữu cơ được vi khuẩn amon hóa chuyển thành NH4+ và được cây trồng trực tiếp hấp thu. Một phần NH4+ thì được vi khuẩn nitrat hóa chuyển hóa thành NO3 và cây trồng vẫn tiếp tục hấp thu. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Vừa rồi các em đã được lắng nghe phần trình bày của nhóm số 2 về các nguồn cung cấp nitơ cho cây, và đặc biệt đó là bạn đã làm rõ quá trình chuyển hóa một số dạng nitơ chưa tiêu thụ được thành dạng nitơ khoáng để giúp cho cây trồng có thể hấp thụ được. Như vậy thì tiết học của chúng ta đến đây kết thúc. Thầy biểu dương nhóm số 3 đã nhóm hoàn thành rất là tốt, đặt những câu hỏi rất là hay, và cũng là nhóm nhanh trả lời các câu hỏi của thầy một cách xuất sắc. Thầy yêu cầu cả lớp cho nhóm 3 một tràng vỗ tay. Nhóm còn lại, nhóm 3 và nhóm 4, dựa trên tinh thần của nhóm 1 và nhóm 2 báo cáo hôm nay, chúng ta về tiếp tục chuẩn bị một cách tốt nhất để cho tiết sau chúng ta báo cáo thuyết trình trước lớp và trả lời câu hỏi của thầy cũng như của các bạn một cách xuất sắc. Một lần nữa xin chúc các em về học tập thật tốt.